Ơi. Gì Ừ. vậy? Ê, em có kết quả gì vậy? Tao. Em có kết quả với các chưa kìa? Ừ, các cô bên phòng đào tạo sẽ gửi sau nhá. Ok. Mà điểm không cao đâu, thầy chấm xong rồi. Thế có trung bình không? Cái gì may rồi. Hả? Chọn được lời của em các môn cách kết hợp điểm trung bình. Cái gì? Cả cuộc đời của em các môn ấy, em kết hết là điểm trung bình. Ừ, có không được điểm trung bình cơ. Được chưa? Nào, bài thơ nha, gửi Học chưa mấy nào? tiết rồi chị? Em Học tập một về tiết nhà thôi. buổi trước. Dạ. Nay học một tiết thôi. Không, em bảo là bài tập về nhà buổi trước làm gì có gì phải không không lợn Từ làm gì mới, từ mới. em chẳng thấy từ mới luôn. Đây. Em dở thầy. Bài chẳng có mua không có từ mới thì ạ. Đây. Rồi, thế nào? Thế là mình có một buổi nghỉ mình bù rồi đúng không? Vâng. Ừ, rồi thế thì buổi thứ sáu này lại nghỉ nhá. Có cái gì thế? Sáu thầy đi xuống dưới phía dưới công ty. Thầy đi xuống dưới trung tâm nhá. Rõ chưa? Ừ, thế thì nghỉ nhá. Ừ. May là hôm nay cũng không không mưa to, không sấm gì đấy. Vừa nãy một em lớp 7 giờ của thầy thầy cho nghỉ 2 hôm nay rồi, hôm qua cũng tầm 7 giờ mưa sấm, hôm nay cũng mưa sấm không dậy được. Tí tối nghe chú nhà em đưa cái em đấy ở Yên Bái hay Ở dưới Hà Nội. thế thầy dạy có ai là không ở Hà Nội không? Có chứ. Ai Nhiều lắm. thế có ai ở miền Nam không? Không. Trước có em ở miền Nam nhưng mà thầy chuyển rồi, em mới chuyển rồi. Ok. Này chúng ta sẽ bắt đầu vào bài mới được chưa? Tiếp tục. Will continue with the unit 11, task 7. Read the conversation. Write a or air below each under letter. À, bài này là đọc. Là gì nhỉ? Bài này là đọc những Hai người nói chuyện với nhau gọi là gì? đọc cái đoạn hội thoại. Ừ, sau đó làm gì? Sau đó là kiểu xem là Right là gì? why Right là gì? Đang từ này mà không biết nữa thì thôi nghỉ khỏi học. gì mà em không biết được thầy. Đấy. Nhưng mà thầy ơi, cái đen đen lại che rồi. Nó bị lác hình. Write a or air Thầy below each underlined letter. Nhìn vào cái bài này là thầy hiểu luôn làm như nào, không phải đọc đầu bài. Right mà không biết cái là Làm như nào? cái gì. Right. À, không phải đọc Đọc cái á? đoạn hội thoại. Ờ rồi. Đọc cái đoạn hội thoại là viết. À. Dưới những cái dưới những cái gì này nhỉ? Ừ,
Nhìn vào bài thì sẽ hiểu thôi. Nào, tập trung. Cái gì ạ? Below x under lead. Có nghĩa là để em không hiểu. Nhìn vào cái này thì phải biết được nó là cái gì. Là cái từ. Từ nó làm sao? Từ mà nó gặp cái gạch đỏ. Cái từ gạch chân được chưa? Vâng, gạch chân. Activity 8. Listen to the conversation and check your answers. Practice the conversation. Ok, sau khi mà mình làm xong thì mình check nhá. Bây giờ để bây giờ cho thầy biết xem những từ này từ nào đọc là a, từ nào đọc là e, được chưa? Ok. Những từ gạch chân này, này ghi ra vở nhá. Một cột a, một cột e, xem từ nào là cột a, từ nào là cột e, được chưa? Vâng. Để đưa cho em một phút rồi. Được chưa? Dạ. Đây làm nhanh nào. Em nào không gửi ạ? Ủa rồi. Sai thì sao? Sai thì gì ạ? Đúng. Đúng hả? Em sai thì làm sao? Bơm xe. Bơm xe á? Thích bơm xe thế à? Bơm xe còn hơn là đi lau nhà thôi chứ. Thầy vẫn cho đi lau nhà. Lần này vẫn phải cho lau cầu thang mới được. Lòng cửa thang của em nó cao lắm rồi. Nào, đến đi đến lại. Những từ nào phát âm thành âm A? Glass. Từ nào âm A? Glass. Ok. That. That. Rồi. Father. Gì nữa? Axe. Ok, chắc chắn chưa? Có bao bốn từ là class, class, ask, father. Ok, xem nhá. With a classmate. What do these three R's stand for, May? They stand for reduce, reuse,
and recycle. Our class is organizing a writing contest. We have to write about the environment. Thầy ơi, sao? Thầy ơi, cái của em nó bị lag. Có nghe được không? Không nghe được đoạn đầu ạ, bị lag ạ. À, đoạn đầu thì thầy có để đâu, nghe tiếp nha. Vâng. Này thì cho nghe lại từ đầu. Activity 8. Listen to the conversation and check your answers. Practice the conversation with a classmate. What do these three R's stand for, May? They stand for reduce, reuse, and recycle. Our class is organizing a writing contest. We have to write about the environment. I see. Why don't you write about the three R's? That's a good idea. I will ask my father for ideas. Yes, he works at the Green Company, so he'll give you a lot of information. Nghe xong chưa? Activity. Okay, cùng xem nhá. Ơ, mất rồi. Ok, đây chúng ta có từ stand. Đấy. Stand là âm gì? Stand là âm gì? A. Âm A. Đúng chưa? Đấy. Lúc đầu em cũng đang định thế. Ôi, tiếp theo đến class. Class cũng là âm gì? A. Ừ. Tiếp theo đến have. E. A have. Được chưa? Thế còn that? That là âm A. Rồi, axe. Âm A. Thế còn father? Là âm A luôn. Rồi, thế tất cả đều là âm gì? Tất cả đều là âm gì ở đây? Âm A. Ok, không có âm nào là âm E được chưa? Vâng. Ok, tiếp nào. A closer look to grammar. Conditional sentences type 1. What does it mean? Nghe. Nhắc lại. Conditional sentences type 1. Conditional sentences. Conditional sentences. Là gì? Conditional. Học rồi đấy. Grammar. Grammar. Ngữ pháp ạ. Ngữ pháp ạ. Cái ngữ pháp buổi trước học cái gì? Ngữ pháp không ngờ. Conditional sentences type 1. Các câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 được chưa? Yeah, nhớ rồi. Nhớ cấu trúc chưa? Nhớ cấu trúc chưa? Vẫn còn nhớ, non non thế. Vẫn còn nhớ, nhớ à? Ok. Em nhớ hẳn rồi. Ok, now top 1. Listen again to the part of the conversation from getting started. Pay attention to the conditional sentences top 1. Ok. Yêu cầu là gì nhỉ? Yêu cầu là nghe và nhắc lại. Nghe và nhắc lại ở đâu? Ở cái gì hả thầy? Nghe và nhắc lại ở đâu? Từ ở nào ấy? Đoạn nghe. Listen nghe.
nghe lại Ừ, nghe lại cái gì nhỉ? cái đoạn đoạn văn, Đoạn không gì? phải cái đoạn Conversation. 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 Không phải stay. Conversation. Conversation. Lại stay rồi. Tên là conversation. Đấy, lại stay rồi. Conversation. Conversation. Đấy, lại stay rồi. Stay cơ mà. Conversation. Đấy, cứ stay stay. Conversation được chưa? Conversation là gì? Conversation. Lại stay rồi. Conversation. Conversation. Đang hơi quên rồi. Ôi, vừa đoạn trước xong. Hai người nói chuyện với nhau là gì? À, đoạn hội thoại. Rồi. Để ý đến cái gì? Đến đâu rồi? Ở đây. Để ý những cái Conditional sentences Taiwan. điều kiện loại một. Cái gì? Để ý những cái câu điều kiện loại một. Ok, nghe nào. Lần nào cũng mất bao nhiêu lâu dịch cái đầu bài? A closer look too. Listen again to part of the conversation from getting started. Pay attention to the conditional sentences. Type 1. Yes, I do. It's better than a plastic one because it's made of natural materials. If we all use this kind of bag, we'll help the environment. I see. I'll buy a bag for my mum. Where can I buy it? They sell a lot of these bags at the checkout. Thanks. Are they expensive? Not at all. By the way, you're also green. You're cycling. You're right. If more people cycle, there will be less air pollution, right? Okay, now what sentence is conditional sentences Taiwan? Đó chính là if we all use this key Kai. Hai a back. 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 Where get the cái gì cái từ này là gì? Environment. Từ này là gì? Will. We will have the environment. Tiếp nào. Will environment. Còn cái gì mấy đây sao chắc quá chỉ thấy đây. Ở đây, if more people cycle, the will be less I. Cái gì? Không vừa đọc cái từ gì, vừa đọc cái từ gì xong? Either. Cái từ nào sao thầy chả nhìn thấy?
từ A I Ừ, làm sao? Anh. Cái câu này đúng không? Rồi. Câu đấy Từ mà câu điều đâu? câu nào? Từ câu ở dưới nữa. Câu ở dưới câu nào? Câu cuối Đây. cùng đấy gì? Vâng, nhưng mà ở bên chữ A I đấy, đúng rồi. Trên Air. thì Air pollution. air pollution. Rồi. Chính xác, tiếp nào. Ok, chúng ta sẽ cùng học lại một chút về câu điều kiện loại 1 được chưa? Thế thì dễ, em nhớ kinh không? Vâng. Thế mà làm bài kiểm tra còn không được điểm trung bình. Điểm trung bình. Thế em được bao nhiêu điểm được Đây không nói. không? Ok. The conditional sentences Taiwan describes a thing which is possible and likely to happen in the present or the future. Câu điều kiện loại 1 diễn tả hành động có thể diễn ra ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Được chưa? Nhớ chưa? Ghi lại nào. Câu điều kiện loại 1 diễn tả hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Nào, câu điều kiện loại 1 diễn tả hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là ở trong tương lai. Được chưa? Cấu trúc thì nhớ rồi đúng không? Cấu trúc như thế nào? Là Rồi, if cộng với gì? If cộng với gì? ừ, chủ ngữ Rồi, cộng với gì nữa? trong sách rồi nha, cộng với cả là Cộng với gì? If cộng chủ ngữ này, xong cộng với gì nữa? Cộng với gì nữa đây? Verb là gì? Rồi. Động từ này ở thì nào đây? Ở thì gì đây? Present simple. Đùa. Present simple. Là thì gì? Present simple. Present simple. Present simple là hiện tại đơn. Rồi, hiện tại đơn. Tiếp. Đấy gọi là mệnh đề điều kiện. Tiếp đến mệnh đề chính. Mệnh đề chính có những gì? Chủ ngữ. Còn với gì? Ngữ đến gì? Đến gì đây? Will hoặc want. Rồi, will hoặc want. Sau đó đến gì? Đầu từ nguyên thể. Rồi, chính xác. Nhớ cấu trúc chưa? Sao dạo này mình thông minh đột xuất? Kiểu
Đột xuất nhưng mà vẫn là làm được bài kiểm tra tốt. Đấy là em hụt hụt quá thôi. Ở đây chúng ta có một ví dụ này. If you use less paper, you will serve a lot of cheese. Xác định cho thầy các cái mệnh đề nào là mệnh đề điều kiện, mệnh đề nào là mệnh đề chính. If you people đâu? À, không phải. Paper. Đọc hết hoàn chỉnh ấy, về đây lên cho thầy xem nó là mệnh đề gì. If you use less paper. Là mệnh đề gì? Mệnh đề hiện tại đơn. Nào. Mệnh đề nào là mệnh đề hiện tại đơn? Là mệnh đề gì vậy thầy? Thầy vừa nói xong rồi không nói lại. Mệnh đề hiện tại đơn. Không phải hiện tại đơn, đi lau nhà 10 lần bây giờ. Câu này là câu gì? Đang học câu gì? Đang học câu... Câu gì? Conditional sentences là câu gì? À... Điều kiện loại 1 ạ. Conditional sentences cơ mà. Đúng không mà, các câu điều kiện loại 1 như thế à? Thầy có nói loại 1 ở đây đâu. Thầy mới chỉ đang nói câu điều kiện thôi mà. Thế cái mệnh đề if, đấy là mệnh đề gì? Mệnh đề gì? Cái if đấy, mệnh đề gì? Cho suy nghĩ nhanh. Mệnh đề gì mà có if? Nhanh, chỗ thầy đang sớm. Thầy đang nói là họ đang học câu gì? Đang học câu... Câu gì đây? Vừa mới nói bên trên xong. Câu điều kiện loại 1 ạ. Thế mệnh đề đấy là mệnh đề gì? Mệnh đề gì đấy? Mệnh đề 1 ạ. Không phải mệnh đề 1, mệnh đề gì? Loại 1 ạ. Không phải. Mệnh đề gì? Chắc cũng không phải là điều kiện loại 1 của mình. Mệnh đề điều kiện. Thế đó mà không nghĩ ra. Để điều kiện ở. Rồi, mệnh đề còn mệnh đề nào là mệnh đề à, mệnh đề còn lại là mệnh đề gì? Không phải phụ thì là gì? Mệnh đề chính. Rồi. Thế thôi, lòng hoàng bao nhiêu lâu. Ok, now task 2. Write the correct form of each verb in brackets. Bài này làm như nào đây? Bài này Bài này học nhiều rồi nhỉ? Nào, bài này là làm như thế nào đây? Nhìn qua là có kết quả rồi.
Biết này. Nhìn qua là đã biết cách phải làm như thế nào rồi. The corrector là gì ở đây? Cái từ này thầy không biết là thầy giải thích bao nhiêu lần nữa đây thì mới nhớ được đây. Em phải viết ra để em nhớ được chứ. Chính xác. Chính xác rồi hả? Ừ. Viết những từ chính xác vào. Viết cái dạng đúng với mỗi cái động từ ở trong ngoặc được chưa? Vâng. Dễ như thế vẫn không biết làm. Vẫn không em hiểu. Em biết làm nhưng mà không, em không biết dịch luôn. Ừ. Lần này cứ nói là chia động từ trong ngoặc cho nó nhanh. Đúng chưa? Đúng. Rồi, bây giờ 5 câu, làm trong vòng 5 phút và nhìn xem nó là câu gì. Ừ, biệt thự là một. Ừ. Chia cho đúng cấu trúc nha. Nhìn cho kỹ các cái mệnh đề. Rõ chưa? Vâng. Rồi làm nhanh nào. Nhớ viết ra vở đấy. Không cần biết cũng có thể phân dịch được ra là nó ở câu gì. Nhanh lên. Phải đúng nha. Uầy.
Why? How? Why? Nhanh nào. Ra ngoài mà không xin phép thầy nha. Ôi trời. Bọn em vừa xin phép thầy xong rồi. Thầy đang nói gì đâu? Tự ý nhở? Em nghe thì tự ở em nhìn nhầm. Thầy đã cho em đi đâu mà tự ý nhở? Không, em hơi vô tội một tí luôn. Nhưng mà cũng là chưa phải xin phép. Nhưng mà em nghe thì thầy nói ở thầy chỉ nghe thấy bảo đúng mỗi câu là em làm được 3 câu rồi thầy bảo ừ. Ừ, tôi nói cái từ đấy. Em xin phép ra lại rồi là em nghe nhầm cái từ đấy. Ừ. Nhanh nhào. Đã xong chưa con? Ừ, nhanh nào. Sao nói to lên thầy có nghe rõ chỗ này mưa to quá. Thầy đang mưa bão chết cò đây. Hết giờ nha, nhanh lên. Lâu lắm rồi đấy. 1 phút 27. 1 phút cuối đấy. Xong hẳn chưa? Thầy nhìn qua là thầy có đáp án rồi. Vì câu điều kiện loại 1 nó rất dễ, nó không giống câu điều kiện loại 2, loại 3 đâu. Đến lúc làm câu điều kiện loại 2, loại 3 con không hiểu cách làm đâu. Chắc chắn chưa? Sai là đứng lên ngồi xuống bơm bóng 5 lần này một cái, một lần sai đấy nhá. Vâng. Number 1. If it if been. Hả hả? If it been.
Bin à? Động từ ở thì gì? Thì hiện tại đơn. Ừ. Thế be ở hiện tại đơn là gì? Be ở hiện tại đơn. That is. Be ở hiện tại đơn là is. Từ mà em thống độ em sai sao thế? Con nhìn cho thầy từ be thế nào? Thì hiện tại đơn của em rồi. Từ be nó ở trang đầu tiên ấy. Động từ be ấy, phần b ấy. Mở những cái trang đầu tiên ra. Động từ bất quy tắc ấy. Ừ. Nhìn thấy từ be chưa? Trang đầu tiên, thế rồi ạ? Ừ. À, sau nó chia là was mới were đúng không? Vâng. Ừ, sau nó chia thành been đúng không? Vâng. Ừ, thế đấy nó ở thì gì? Ừ, thế thầy đang nói nó ở thì gì? Thì hiện tại đơn. Ừ, thế thì hiện tại đơn với lại thì quá khứ nó giống nhau à? Không. Ờ, thế sao chia nó thành bin? Chắc là có một sự không như ý. Sai là sai. Tiếp nào. If it is sunny next week, we... Plant. S. Rồi, 10 cái không nói nhiều. We will plant. Cấu trúc của thầy là nó có cái gì? Đâu thế? Em chưa nhìn thấy cái từ plant cũ thế ơi. Từ plant cũ nó vẫn nguyên thể như thế thôi. Đúng chưa? Vừa nãy thì đọc vanh vách lên. Vậy đề chính chia như thế nào? Đề chính là mình đề chính nhìn như thế nào? Chủ ngữ cộng với gì? Chủ ngữ cộng với cả động từ nguyên thể. Động từ nguyên thể đâu ra? Vừa đọc vanh vách lên xong. Chủ ngữ cộng với cả là cái gì đằng trước plant đây. Mệt mỏi ghê, dạy trước quên sau. Chủ cộng với will, won't. Will hoặc won't đúng chưa? Sau đó mới đến gì? Sau đó mới đến định. Rồi. Thầy đã dạy như thế rồi. Đọc vanh vách lên xong lại quên. Nói một đằng làm một nẻo. Ra là em chưa nhìn thấy thôi. Chưa nhìn thấy à? Tiếp câu số 2. If we If we won. Là cái gì? If we Recycle. If we recycle more, we yep, we. Mệnh đề gì đây? Mệnh đề còn lại là mệnh đề gì? Mệnh đề còn lại là chính. Ừ, chia như nào? Như vừa nãy em đọc thôi à? Như là
tiên là phải có sắp nào, rách. Thầy đang nói cái này thầy không nói nhiều, nào nhanh nào, hết giờ rồi. À thì đến nào nhé. Will have. Rồi, we will have our us, được chưa? Câu số 3 nào. We will save a lot of cheese if we not work. If we don't waste so much paper. Tại vì sao đây là don't? Tại vì sao đây là don't? Tại vì là nó là câu phủ định ạ. Ờ, câu phủ định rồi, nhưng tại sao đây lại là don't mà không phải là một not không? Chủ ngữ. Không phải chủ ngữ. Ừ. Sao em nhớ được mấy cái kia mà sao cái này em lại không biết thì... Don't là cho động từ của câu phủ định ở trong thì gì? Thì hiện tại đơn. Rồi, nhớ chưa? Phủ định của thì hiện tại đơn phải có cho động từ don't, cho động từ do, do not. Được chưa? Câu số 4 nào. More people. More people. Nhanh nào, nhanh nào. Hả? À, mệnh đề gì ở đây? Want help. Mệnh đề gì ở đây? More. Mệnh đề gì? Em suy nghĩ nếu mà là more thì là mệnh đề gì đây? Mà nếu nó không có if thì là mệnh đề gì? Mệnh đề không có if. Chính với cả mệnh đề chính chia như thế nào? Chủ ngữ xong đến đề chính là chủ ngữ xong đến trong trường hợp này chia từ nào? Chủ ngữ xong đến will, want rồi mới đến động từ nguyên thể. Rồi thế trường hợp này chia như thế nào? Trường hợp này không có will, không phải. Trường hợp này chia là will have. Rồi, will have fresh water if we only cái này bắt đầu mới căng. Ồ, nhanh nào, rất dễ. Only có will ở đây à? Mệnh đề đấy là mệnh đề gì? Có if là mệnh đề gì? Có if là mệnh đề chính. Lại chính. Sau cái từ chính em quên rồi. Đó là gì nhỉ? Mệnh đề điều kiện. Điều kiện thì có will và want không? Không. Thế cái từ này chia như thế nào? Từ này ta sẽ chia Don't use. Nó có phủ định ở đây không? Nó có phủ định ở đây không? Không thì chia như thế nào? Không thì chia như nào? Thêm cái gì? S. Không thêm cái gì hết.
Bởi vì đây chúng ta có chủ ngữ là số nhiều, thì động từ chúng ta sẽ không thêm cái gì hết. Rõ chưa? Câu số 5. If the river... River nhanh nào. Be not river. Vâng. Isn't. Tôi mất từ be là be là lại phải chuyển từ is hoặc là are hoặc là am. Am is are, được chưa? Được chưa? Nhớ động từ to be chưa? Yeah. Với động từ to be mà ở phủ định thì mình chỉ việc thêm not vào đằng sau nó thôi, được chưa? Nhớ nhá, không được nhầm. Động từ to be ở phủ định thì thêm not vào ngay đằng sau nó. Còn với động từ thường, với động từ thường thì mới sử dụng cho động từ don't. Đấy là câu điều kiện loại 1, được chưa? Vâng. Rõ chưa? Rồi sau hỏi lại quên hết. Vâng, em rõ rồi ạ. Tiếp. Tiếp. B. Chia cái gì đây? Chia... xem. Nhanh nào. Mất 20 phút làm cái bài này rồi. Will be, will be. Will be á? Thầy dạy đọc là will be á? Will be. Rồi. Will be more fish. Được chưa? Xem bao nhiêu lỗi nào. 1, 2, 3, 4, 5 lỗi. Thế đúng bao nhiêu câu ạ? 1, 2, 3, đúng 4 câu hay 5 câu ở đấy, đúng một nửa. Đúng một nửa, sai một nửa. 25 cái. 2 phút để đứng lên ngồi xuống nhanh. 1, 2, nhanh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thấp hẳn xuống, 11, 12, 13, 14, 15, rồi buổi sau thầy tính tiếp, 10 cái cho buổi sau nhá, rõ chưa? Về học kỹ lại cấu trúc cho thầy, rõ chưa? Vâng. Rõ chưa? Buổi sau thầy hỏi cấu trúc mà không rõ là đứng lên ngồi xuống 20 lần nhá. Vâng. Có câu hỏi gì không nào? Vậy em thôi ạ. Em xin biết lui. Trời mưa to rồi ạ. Nhớ chưa? Nhớ thầy dặn chưa? Vâng. Ngoài trời đang tạnh mưa hay là vẫn còn mưa? Đang mưa và thứ sáu nghỉ nhá, thứ hai mới học đấy. Thì từ hôm nay đến thứ hai là biết bao nhiêu ngày rồi đấy nhá. Rõ chưa? Rõ. Goodbye. Goodbye.